Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio, kênh của chúng tôi chuyên review về những sản phẩm mới và luôn đem đến cho quý khách hàng và các bạn những sản phẩm chất lượng và hot nhất trên thị trường. Thì ok, theo như các bạn cũng đã biết thì vào những năm trước thì các bạn muốn nghe nhạc hoặc là giải trí thì các bạn chỉ sử dụng một đầu đĩa CD thông thường, và việc của nó chỉ là đọc đĩa và xuất file hình ảnh và âm thanh để cho chúng ta xem và nghe thôi. Như vậy thì nó vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu của nhiều khách hàng khó tính, như là việc kết nối nó sẽ trở nên phức tạp và việc điều khiển sẽ bất tiện hơn, không có nhiều sự tiện lợi trong việc sử dụng. Chính vì thế mà những hãng âm thanh lớn trên thế giới đã cùng đua với nhau để nâng cấp những thiết bị của mình lên. Trong đó có hãng Yamaha, một hãng thiết bị âm thanh mà đa số mọi người trên thế giới đều biết đến. Đó chính là việc mà hãng này đã tích hợp những công nghệ mới nhất vào những thiết bị của mình. Đó cũng chính là sản phẩm mà tôi muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Đó chính là chiếc đầu đĩa CD NT670 đến từ hãng Yamaha. Đây là một thiết bị mà có khả năng kết hợp giữa hiện đại và cổ điển, phù hợp với nhiều tầng lớp người dùng, vừa người trẻ và người già đều có thể sử dụng được. Bởi nó có sự kết hợp giữa việc đọc đĩa CD là chính, cùng với đó là việc chúng ta có khả năng kết nối không dây vô cùng hiện đại của thời điểm này, đó chính là Bluetooth, Wi-Fi, và đặc biệt hơn là chiếc đầu này có khả năng kết nối với MusicCard, một phần mềm quản lý âm thanh đa dùng rất là nổi tiếng của Yamaha, giúp bạn có thể điều khiển thiết bị âm thanh của mình thông qua một phần mềm trên smartphone. Để tiến sâu vào chi tiết của sản phẩm thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi chúng ta trải nghiệm sơ qua về sản phẩm này và chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nó nhé. Chiếc đầu CD CD NT670 này thì các bạn có thể thấy được là với phần thiết kế khá là nhỏ gọn, cùng với đó là phần vỏ sẽ được làm bằng kim loại với màu bạc rất là sáng bóng. Phía trước này sẽ được phay xước tạo nên sự bắt mắt hơn cho sản phẩm. Và đặc biệt là hai bên hông của chiếc đầu CD này sẽ được làm bằng một hợp kim có màu đen bóng piano rất là đẹp. Điều này sẽ tăng thêm phần sang trọng hơn khi mà các bạn đặt sản phẩm ở mọi nơi trong căn phòng của mình. Về phần thiết kế phía trước thì vẫn là logo Yamaha ở góc trên. Tiếp theo đó sẽ là ổ đĩa. Và bên đây sẽ là nút chọn nguồn vào. Và sản phẩm này cũng được nhà sản xuất rất là ưu ái khi mà một chi tiết nhỏ như thế này mà vẫn được gia công rất là tỉ mỉ, với những phần hình tròn đồng tâm tạo ra được độ sắc nét và độ phản quang rất là đẹp mắt khi mà chúng ta nhìn vào sản phẩm này. Thì phía dưới đây sẽ là nút nguồn và cổng USB và một phần màn hình lớn bằng LED thể hiện đầy đủ tất cả những thông tin, thông số và những cái mà ngõ kết nối mà các bạn đang sử dụng. Phía bên này sẽ là nút chuyển bài, chuyển qua lại bài hát, nút tạm dừng bài hát và nút Connect khi mà các bạn muốn kết nối thiết bị này với phần mềm MusicCard. Thì chiếc đầu CD này có khả năng đọc tất cả các loại đĩa chất lượng cao hiện nay, như là đĩa CD, đĩa CD-R, CD-RW, Audio CD, MP3 và WMA. Đặc biệt hơn là nó có thể giải mã được tất cả các file nhạc MP3, WMA và những file nhạc lossless WAV, FLAC lên tới 24 bit. Và với việc trang bị cổng USB thì các bạn có thể kết nối với những chiếc ổ cứng di động của mình và USB để phát nhạc rất là tiện dụng luôn các bạn. Và các bạn cũng có thể lấy nguồn nhạc từ điện thoại hoặc là máy tính bảng hay là laptop của mình thông qua kết nối Bluetooth, Wi-Fi. Và việc kết nối với phần mềm MusicCard thì các bạn chỉ cần kết nối cái đầu CD này với một mạng Wi-Fi, và trên thiết bị di động của mình cũng vào chung một mạng Wi-Fi như vậy thì sẽ kết nối được và điều khiển thiết bị này không dây. Và với việc kết nối không dây như vậy, các bạn có thể điều khiển mọi chức năng
trên phần mềm MusicCast thông qua smartphone của mình. Ngay cả việc mà bật tắt sản phẩm cũng thông qua phần mềm luôn. Và việc chuyển đổi các cổng các bạn cũng có thể, trên phần mềm nó cũng tích hợp luôn, các bạn không cần phải mà điều khiển bằng phím cứng này nữa. Như vậy rất là tiện lợi luôn các bạn. Về phần mặt sau của sản phẩm thì sản phẩm này sẽ được tích hợp tất cả các cổng, có thể là cổng audio, cổng AUX, analog, cổng digital, hoặc là cổng digital có nghĩa là cái cổng quang, cổng optical của chúng ta đó các bạn. Và việc chuyển đổi thì sẽ thông qua núm input này. Nói thêm về phần mặt sau của sản phẩm thì các bạn có thể thấy được là sản phẩm này được thiết kế rất là khoa học, khi mà hãng đã tách biệt giữa phần analog và phần kết nối digital tách biệt nhau. Bên phần kết nối analog thì chúng ta sẽ có các cổng là AUX in và cổng analog out. Phía trên đây là jack để các bạn có thể kết nối với anten để nghe đài FM. Anten thì sẽ được hãng tặng kèm theo bên trong vỏ hộp. Bên đây sẽ là anten để chúng ta kết nối với Bluetooth và Wi-Fi, sẽ được bắt sóng một cách tốt hơn. Ở dưới này là cổng network, nếu như các bạn không muốn bắt qua Wi-Fi và muốn một chất lượng mạng tốt hơn thì có thể cắm dây LAN vào cổng này. Kế bên sẽ là cổng kết nối digital, đó là cổng quang đó các bạn. Thì một điều đặc biệt nữa đó là hãng, với những sản phẩm của Yamaha thì hãng luôn mạ một lớp kim loại màu vàng ở những jack kết nối như thế này. Điều này sẽ làm tăng độ tiếp xúc của hai jack cho chất lượng âm thanh được truyền tải một cách hoàn hảo nhất. Tiếp theo đó, bên đây sẽ là thông tin của nhà sản xuất cũng như là logo Yamaha được in khá là lớn, và model CD NT670 được in ở phía dưới. Một số thông số của điện áp như là thiết bị này sẽ được sử dụng dòng điện là 220V tới 240V, cùng với công suất tiêu thụ điện của nó khá là nhỏ, chỉ có 16W thôi các bạn. Và phía dưới là số series của sản phẩm, cuối cùng là jack nguồn được tích hợp liền với thiết bị và không thông qua một jack kết nối nào hết. Như vậy chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu qua chiếc đầu CD CD NT670 của Yamaha. Thì các bạn có thể thấy được là với một thiết kế nhỏ gọn nhưng chứa đựng đầy đủ những tính năng nổi bật, thì tôi nghĩ rằng là chiếc đầu này sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Để trải nghiệm về sản phẩm thì các bạn có thể đến hệ thống showroom của chúng tôi. Đường link sản phẩm tôi sẽ để bên dưới phần mô tả. Hoặc các bạn có thể vào trang web hdradio.vn để xem chi tiết về sản phẩm và cũng như tham khảo những sản phẩm mới mà bên HD Radio đang phân phối. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký để không bỏ lỡ những video review sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.